Một buổi sinh nhật không báo trước thì sẽ diễn ra như thế nào? Hôm nay là ngày đầu tuần, là ngày mùng 1 tháng 4, là ngày nói dối và cũng là ngày sinh nhật của mình. Đây là một ngày rất nhiều thứ đặc biệt. Hôm nay thì các bạn nhân viên của mình tổ chức sinh nhật cho mình và không hề báo trước các bạn ạ. Sau khi họp công ty xong thì mình có gọi các bạn ấy lên trên tầng để họp riêng. Và mình đã ngồi mãi nhưng mà không hề thấy ai lên. Và mình đã phải gọi điện để nhắc nhở tại sao đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy có mặt. Thì các bạn ấy bảo chờ em một chút, em lên ngay bây giờ. Và lúc đó thì mình cũng không biết là các bạn đấy làm gì mà sao đến muộn như vậy. Và ngay lúc đó thì có một bạn nhân viên của một phòng ban khác có đến đấy gặp mình và hỏi: anh họp ở đây à? Thì mình bảo ừ, anh họp ở đây. Anh tưởng bọn em họp ở tầng dưới mà. Bảo vâng, em ở đây để em lấy chút đồ. Và cùng lúc đó thì mình nhìn ra ngoài cửa thì các bạn đấy đã mang bánh kẹo và bánh sinh nhật đến chúc mừng mình rồi. Lúc đó thì mình mới nhận ra cái bạn mà hỏi mình họp ở đây à chính là cái bạn cameraman mà đã được sắp xếp từ trước. Rất là bất ngờ mọi người ạ. Cái này thì hoàn toàn không hề biết. Trước đó thì các bạn đấy đã chuẩn bị bánh kẹo, hoa quả rồi là rất nhiều các cái đồ đạc để chúc mừng sinh nhật mình. Đây là những cái hình ảnh của các bạn đấy chuẩn bị từ bên dưới mà mình không hề biết. Đấy, sau đó thì chuẩn bị xong thì mọi người đã châm nến sẵn rồi. Châm nến sẵn sau đó thì mang lên trên. Đây là lúc các bạn đấy đi từ trong thang máy đi ra này. Mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Tự nhiên thấy mang bánh kẹo rồi hát hò đi vào, cảm thấy rất là vui. Sau đó thì mình mắc bệnh nói nhiều cho nên là các bạn ấy bảo ước đi thì thôi, lại phải đứng nói một lúc xong bắt đầu là mới ước. Thôi thì cũng ước là cho anh em công ty cũng như là mọi người đều kiếm được tiền, công việc luôn luôn thuận lợi và gọi là cuộc sống hạnh phúc. Chứ mình cũng chẳng chúc gì cho riêng mình đâu, chúc hết cho anh em, chúc tất cả cho mọi người, cả công ty luôn. Nhiều khi đi làm cũng cảm thấy rất là vui khi mà bên cạnh mình có những người anh em, có những người đồng nghiệp, có những người đồng đội rất là tình cảm. Và cũng rất là vui khi mà trong năm nay mình cũng giúp cho một số anh em cũng đã kiếm được tiền rồi. Từ những lúc mà cuộc sống họ khó khăn, khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về tài chính, khủng hoảng về nhiều thứ, thì đến nay cũng đã có một số bạn kiếm được tiền rồi, cuộc sống cũng tốt hơn. Theo dự đoán thì năm nay vẫn là một năm khó khăn của các ngành nghề chứ không riêng gì bất động sản. Và cũng mong rằng là ai cũng sẽ đều vượt qua cái thời kỳ khó khăn này một cách ngoạn mục. Và có một câu nói rất hay, đó chính là người thất bại thì luôn nhìn thấy khó khăn trong cơ hội, còn người thành công thì luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Đối với mình thì trong cái lúc thị trường khó khăn như thế này thì lại có rất nhiều cơ hội. Và cơ hội đến từ đâu? Cơ hội đến từ mỗi chúng ta. Quan trọng là chúng ta phải biết nắm bắt, chúng ta phải biết chịu khó, cố gắng, nỗ lực thì chắc chắn là cơ hội sẽ đến. Còn nếu mà chúng ta không chịu khó, không biết đón nhận thì chắc chắn là cơ hội có đến tay thì nó cũng tuột mất mà thôi.